Ông nội ơi, ông nội, ông nội. Trời ơi, giờ này ông nội còn ngủ nữa. Ông nội. Trời ơi, mày làm gì mà mày kêu tao ầm như vậy mày? Tôi đang nằm chiêm bao ly kỳ hấp dẫn à. Ủa hấp dẫn hả? Thấy gì mà hấp dẫn vậy ông nội? Không lẽ là thấy ông nội có bà nội nhỏ hả? Bậy nè, đừng nói xúc phạm đến tư cách đạo đức của bà Phi nha. Vậy chứ ông nội thấy cái gì? Thấy tao dạng xiển bột gặp nhau. Ủa xiển bột là ai? Là cháu Trạng Quỳnh quê ở Thanh Hóa. Quê Thanh Hóa? Ở Thanh Hóa là ở đâu? Ở bên Tàu hay là bên Tây? Trời ơi dốt ơi là dốt. Thanh Hóa là một tỉnh của Việt Nam. Ngày xưa có một thời là nơi vua ở. Dạ. Dạ một thời là nơi vua ở Việt Nam. Ủa mà Việt Nam là chỗ nào ông nội? Châu Đốc hay là Đồng Tháp 10 ông nội? Nói với cháu mệt quá. Thanh Hóa ở miền Bắc chứ ở đâu mà Đồng Tháp 10 với đâu Châu Đốc? Ông nội nói con không hiểu. Ở ngoài Bắc mà ông nội nằm chiêm bao gặp ổng, đúng là chuyện lạ rồi. À, thì như vậy người ta mới kêu là chiêm bao. Nhưng mà thú vị lắm nghe. Nghe chừng y như thiệt á. Để ông kể cho con nghe. À, anh Ba Phi, dạo này khỏe không? Khỏe. Dân ruộng rẫy dầm mưa dãi nắng quen rồi, lúc nào cũng khỏe. Còn anh? Ủa? Nhưng mà anh là ai mà hình như tôi chưa quen à? À, tôi ở Thanh Hóa, tên là Xiển. À, là chắc của Trạng Quỳnh. Quê tôi là làng Hoàng Bột, nên người ta gọi tôi là Xiển Bột. À, thì ra đây là anh Xiển Bột. Tôi có nghe dân làng thường nhắc tới anh. Chà, kể ra thì anh cũng quay dữ ha. Đến ông vua mà còn bị anh chơi xỏ được mà. Ôi, vua ai dân gì cũng giống nhau thôi, chỉ khác là cái áo bên ngoài. Cởi ra rồi thì ai cũng như ai. Nhưng mà vua có quyền ra lệnh chặt đầu ai dám xúc phạm tới ông ta chứ bộ. Đúng vậy, nhưng ông ta đã bị tôi chửi một trận đã đời mà không dám làm gì được chứ. À, vậy là hay quá ta. Đâu anh kể cho tôi nghe coi. Hôm nọ đó tôi vào xin ra mắt vua. Vua đang đùa giỡn với cái bọn cung phi. Thấy tôi vào ông ta quát lên. Xiển Bột. Chà chà, nghi quả thật to gan, dám vào phá đám trong khi ta đang mùi mẫn, tội đang chém đầu. Đúng rồi, gặp tôi cũng chém. Rồi sao nữa? Tôi quỳ xuống thưa: dạ muôn tâu bệ hạ, tại hạ thần nghe thiên hạ đồn rằng bệ hạ đang mắc bốn cái chứng bệnh hiểm nghèo gọi là tứ chứng nan y. Chà chà, nên vội vàng vào thăm và xin bệ hạ tha thứ tội. Nan y vậy chắc là cùi, phong, ung thư, sida, lao phổi phải không? Ơi, mấy cái thứ đó ngoại trừ sida thôi, còn ba thứ kia đã có thuốc trị rồi, đâu có còn nan y nữa. Vậy là vua mắc bệnh chi? Què mù câm điếc. Trời đất, cái này thuộc về tật rồi chứ đâu phải là bệnh. Mà ông vua nào mà bị mắc tới bốn tật vậy? Thì vua Lê Chúa Trịnh đó. Nhưng thật ra là ông đâu có bệnh, tại tôi đặt chuyện mà chửi vậy thôi. Rồi cái ông ta phản ứng sao nói nghe coi. Ông ta nổi giận đùng đùng. Ê, cái thằng cóc cắn kia, tao đang khỏe mạnh như thế này, bệnh hoạn hồi nào, ai đã đồn bậy bạ, tao sẽ cắt lưỡi hết. Vậy là ông bị cắt lưỡi? Đâu có. Đã bị cắt lưỡi thì làm sao mà nói chuyện được. Tôi mới thưa: dạ bẩm hoàng thượng, tất cả dân đàng ngoài họ đều nói chẳng lẽ hoàng thượng cắt lưỡi hết sao. Dạ lại họ đồn bậy như vậy cũng có cái nguyên nhân đó chứ. Nguyên do thế nào? Nhận hãy nói cho ta nghe thử coi. Thưa hoàng thượng, suốt tháng quanh năm hoàng thượng chỉ ở trong cung điện, nên họ lầm tưởng là ngài bị què. Chung quanh ta toàn là người đẹp, người nào cũng từng là hoa hậu thời trang, làm sao ta bỏ đi cho được. Nước sắp mất mà hoàng thượng cứ ung dung rượu chè gái đẹp, nên họ lầm tưởng ngài bị mù. Ôi, đó là
là việc của quân sĩ, của tướng tá ngoài mặt trận. Ta phát lương thì tụi nó phải lo chứ, can gì tới trẫm. Trước cảnh núi sông bị quân giặc dài xéo và đạp mà hoàng thượng vẫn không lên tiếng, họ tưởng ngày trăm. Có nói thì cũng như không, nói chi cho mỏi miệng, để miệng làm việc khác xuống hơn. Khắp nơi dân chúng kêu ca than quán, mà hoàng thượng là người khiếp nhược, làm tay sai cho ngoại bang, vậy mà hoàng thượng vẫn làm ngơ, ký hòa ước đầu hàng với giặc. Họ tưởng là ngài bị điếc. Ai nói gì thì nói, miễn ta ăn no mặc đẹp, rượu ngon gái đẹp có đầy đủ là được rồi. Chà, coi anh ba cũng phải làm vua dữ ha. Làm vua ai không khoái. Nhưng mà làm vua đuôi què câm điếc như vậy, thà vô rừng đốt than sống sướng hơn. À, nhắc tới rừng tôi mới nhớ, nghe nói ở U Minh có nhiều đĩa với mũi lắm phải không? Bởi vậy mà có câu mũi kêu như sáo thổi, còn đĩa lộ như bánh canh, có phải không anh Ba Phi? Ở rừng Tràm Thủy quanh năm thì có mũi với đĩa là chuyện bình thường. Còn có trăng, rắn, rùa, rồi ếch bà, con nào con nấy cũng dị thường, không đâu mà sánh bằng. Thôi đừng có nổ lớn quá vậy anh Ba Phi ơi. Ở đàng ngoài cũng có những con vật như thế, nhưng mà không đâu bảo đảm lớn bằng ở U Minh, Rạch Lùm với lại ông Đốc đâu. Ôi, các con vật ở cái xứ anh lớn cỡ nào mà anh có vẻ là tự hào quá à? Không có cỡ nào mà vừa để mà so sánh với nó hết. Lớn cỡ khủng long không? Khủng long? Anh chỉ nghe người ta nói là, chứ anh có thấy khủng long bao giờ mà so sánh với khủng long? Anh có thể tưởng tượng được không? Có con rắn hổ may nào á, chỉ cái vòng cổ của nó thôi á, tay tôi ôm không giáp á. Mà sao anh biết? Bộ anh có gặp nó hả? Dĩ nhiên rồi, tôi kể anh nghe nha. Bữa đó cháy rừng, tôi với con cháu tôi, tại nay chạy tụi nó thục mạng, chạy không kịp, vừa bị lửa táp cháy trụi râu luôn. Thời mai có cái cây cây to, hai ông cháu mới trèo lên cây để tránh lửa. Ở chừng trèo lên đó khỏi cái khói mù à, nhìn kỹ lại tôi thấy mình đang leo lên mình con rắn hổ mây. Trời đất, bộ nó không cắn sao? Nó đang hạ họng cho mấy con chim bay lạc vô miệng nó. Nó đâu có để ý tới thân thể tôi với con cháu tôi đâu. Tôi hốt hoảng quá, tôi không biết làm sao. Leo lên thì không được, mà tuốt xuống bị lửa bén. Tôi đâm liều, tôi lấy cái mát, tôi đâm vô cái mang nó một cái. Tôi giật mình, nó lắc đầu, nó dung mạnh một cái gieo. Ông cháu tôi bay mấy cây số, rớt xuống đất, dòm thấy đứng ngay chủ đền ăn co bát. Trời đất, bay qua tới Campuchia. Nói chơi vậy thôi. Trời đất ơi, bay xa như vậy mà rớt xuống hai ông cháu không có bị gãi tai loại giò bể trán gì sao? Nhờ rớt xuống đồng tắp, lá khô về cả thước, em hơn niệm mới làm gì gãi giò gãi tai. Chà, tắp nó nổ lều bèo ở trên mặt nước, rồi làm sao mà hai ông cháu về nhà được? Dễ thôi, lấy mu rùa lật ngửa làm xuồng chèo ào 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 như gắn máy cano chạy. Bất ngờ như vậy rồi sao đâu mà chèo mà chống. Khỏi, thì đẩy mu rùa lật ngửa xuống sông à. Tại nay cái lũ rùa làm như nó dòm thấy tôi như là tiên đó nha. Trời ơi, con nào con nấy nó ở trong rừng, nó đang lội ở dưới nó cũng bu lỡ. Nó tưởng tôi là mẹ nó nữa đó. Nó bèn xung quanh cái nó chòi, nó đạp chòi đạp cái xuồng chạy bon 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 về tới nhà. Trời đất, cứ dữ dội thiệt ta. Chưa dữ đâu, ở U Minh nổi tiếng nhất là ông Mật với là ếch bà đó nha cha. Ôi, ông Mật thì rừng nào chẳng có, ếch nhái thì ao hồ đầy dẫy, nhưng mà không nhiều bằng U Minh. Nghe kể nè. Sao? Bữa nọ tôi với con cháu vô rừng, nắm cái đuôi rồng bay lên mây, nửa chừng tuột tay rớt xuống. May mà rớt trên ngọn cây á, có dây leo chằng chịt như là cái võng á. Tại nay mệt quá, hai người mới tuột xuống đất, nằm tréo chân cặn ngỗng ngủ. Chừng thức dậy thấy ông Mật nó làm tổ ngay chỗ cái ống quyển. Ông nội ơi, tao nói giật mình, vậy mà tôi đuổi hết đàn ông á, tôi lấy được 8 lít mật ong đi chứ. Trời ơi, ghê thiệt, nằm tréo chân nhưng mà cứ tưởng là gác kèo.
Mới có mấy tiếng đồng hồ mà có 8 lít mật thì quá là hơi hữu à. Còn ếch nhái đâu cũng có, nhưng mà chỉ có ở U Minh mới có con ếch bà nó lớn bằng đứa con nít 8 tuổi. Trời đất ơi, con đêm nọ mà nó ăn hết nửa ghe rùa của tôi á nha. Tôi bắt dịch về làm mồi câu nó, dính câu, kéo 6 sợi dây gân, tên này căng như là sợi dây đơn. Đúng là đất phương Nam quả là có nhiều cái điều kỳ thú rõ ràng. Đi một ngày đàn học một sàng khôn. Đúng vậy, đi cho việc đó việc này. Thời này ai ơi không đi ở nhà giờ giờ học tài nỗi buồn. Vào miền Nam ơi nghe thấy nhiều những điều qua đôi gốm ghê. Thấy đùa thấy răng là nhờ ba phi. Quê hương thanh quán của anh có nhiều địa danh. Ba phi bao ngày mơ ước được coi hàm rồng. Là quê hương của ông Trạng Quỳnh, là ông cô của tôi là cháu chắc. Nói dòng nho gia. Trời ơi, anh Thiện ơi, ơi, tôi có nghe hồi xưa ông nội tôi kể lại là hình như có lần anh dám tát tay ông quan huyện sở tài, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi vốn ghét mấy cái thằng cha nịnh hót, nó đội trên đạp dưới nên tìm cách tát vô mồm nó một cái tát cô thấy mấy ông trời luôn. Vậy mà nó chẳng làm gì được tôi chứ. Tôi không bằng anh ra cái vụ đó, nhưng mà tôi có cái tài nói dốc cho thiên hạ cười chơi thôi. Tôi cũng ghét mấy cái thằng phản dân hại nước cộng rắn cắn gà nhà dữ lắm. Chửi xéo chửi sọ đó vậy thôi cho nó đã miệng. Chứ à, đơn đả mà độc đấu như anh thì tôi chưa dám. Ôi có gì đâu, chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông. Cái thằng huyện lệnh nó nịnh án tiêu hết mình. Nó cầm điêu ai mà nói tới chữ tiêu. Nó sẽ cho lính đánh 50 hèo. Tiêu là tên của ông nào? Là quan án sát dân tiêu. Nhờ bỡ đỡ mà được lên đến đại thần. Vậy muốn nói ăn tiêu thì bây giờ mình làm sao mà nói? Thì nó ăn ớt chứ không nói ăn tiêu. Thế trời, đúng là định lộ hoài gia. Cái thời không kiếm việc có nhiều cha hết xài. Bởi vậy bữa nọ tôi mang toàn là quần áo rách vào gặp quan huyện để bán. Hả? Trời ơi, áo rách mà đem bán cho quan huyện. Nè, nếu tôi là quan huyện á, tôi sẽ vỗ bạn cái răm. Tôi nói vậy. Sao? Cha chả bớt cái tên ba trợn kia. Sao lại dám đem đồ rách rưới bẩn thiểu vào chốn huyện đường mà cầm bán? Muốn làm ô uế để trong sạch này hay sao? Dạ, bẩm quan. Dạ xin quan thương cho học trò nghèo mà mang danh quân tử. Quân tử à? Xía! Quân tử kiểu của mày thuộc quân tử cùng, quân tử cô. Dạ bẩm quan đúng vậy. Bởi vì Khổng Minh Cầm đối với quân tử cùng, quân tử cố thì đúng là hay tuyệt. Hay. Ta sẽ tặng cho nhà ngươi 1 đồng. Dạ bẩm quan, đồng này cũ quá không ớt được. Cái gì? Nhà ngươi nói tiền này không tiêu xài được à? Ai ta? Trời, sao nhà ngươi dám tạt tay ta? Lên đâu? Trói đầu thằng này lại. Khoan. Dạ bẩm quan, con chỉ thi hành lệnh của quan thôi. Ai nói đến chữ đó thì bị đánh 50 hèo. Hả? Con chỉ tát nhẹ vào miệng quan mà thôi. À, hay. Hay thiệt. À, quan anh đành ngậm bù hòn làm ngọt phải không? Anh đúng là xứng đáng dòng dõi của Trạng Quỳnh đó nha. Hôm nay vui quá xa vui. Hỏi bà con ơi, ba phi tao cùng xiển bột cùng chung tiếng cười. Cười tham quan uống lưng vui loạn ta cười cây thói điên hoa. Tay đò giang ca mạnh khỏe gạt lừa dân đen. Ba phi yêu lắm quê hương, yêu rừng yêu sông, yêu con trâu già nhai cỏ nằm trên luôn cài. Rừng U Minh có bao thu rừng, có nhiều tôm cá trong sông, mùi đàn mùi vu 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 dĩa lên cánh canh. Cùng ba phi nói thêm tiếng cười cho đời thêm thắm thêm tươi. Tiếng cười vàng mai vàng mai khắp cùng quê hương góp thêm tiếng cười.
mày có nhà không mày Tư? Tư ơi. Dạ có. Nhưng mà ai ngoài đó vậy? Tao đây nè. Lâu lâu rảnh rỗi nhớ tới mày, qua thăm mày chút chơi vậy mà. Trời ơi, bắt ba qua thăm con hay là có chuyện gì không? Ừ, có gì đâu. Sao lúc này mày làm gì khá không? Hả? Dạ không giấu gì bác ba, nhờ trời nên năm nay á con đúng được cũng 60-70 dạ lúa. Giỏi. Đang để trong bồ đó bác. Mày được vậy là tao mừng giùm cho. Ủa mày có nuôi cái con két này hả Tư? Dạ tình cờ đi ra ngoài vườn cái con bắt được nó đem về nhà nuôi khoảng hơn một tháng nay đó bác. À, thấy mày nuôi két mà tao nhớ lại cái chuyện của tao hôm trước hả chứ. Chuyện của bác? Nhưng mà chuyện gì vậy bác? Ta nói cái chuyện này nó ngộ nghĩnh lắm, mà nói ra thấy nó ly kỳ mà hấp dẫn nữa chứ. À, chuyện lại ngộ nghĩnh mà lại thêm lý thú nữa. Đâu bác kể cho con nghe coi. À, bác nói làm con nôn quá. Khoan, để từ từ. Để từ từ, để từ từ tao đây kể cho nghe cái câu chuyện này. Và cứ mỗi lần hãy thấy nhà của ai mà có nuôi con két xinh như vậy, tao nhớ hồi trước ta đây câu chuyện này tức cười của tao. Nhưng chuyện gì, câu chuyện gì bác ba, chạy đại đi chớ nên chần chờ. Sốt còn lại còn bớt thêm, nhưng một hồi nghe cũng êm. À, tại vì tao có cái tánh hay vui cho nên họ đồn rằng bác Ba Phi nói dốc. Thật ra tao đâu có nói vậy mày, chỉ thêm bớt chút đỉnh thôi. Bác thêm bớt chút đỉnh thôi. Chẳng khác nào như cái chuyện ít cái bác xích ra cho nhiều. Bởi vậy người ta không đồn sao được. Nhưng mà thôi, bác kể cho con nghe đại đi. Câu chuyện hồi nãy nó ra làm sao bác? Có nói gì bác? Thì kể thì kể. Nhưng mà mày phải hứa giúp tao việc rồi nha. Nhưng mà cháu giúp bác chuyện gì? Việc này kể ra cũng có gì khó, nhưng mày hứa là tao chịu rồi tao mới kể. Rồi, con hứa là con sẽ giúp bác. Vậy thì bây giờ bác kể con nghe coi. Mày nghe nha. Sợ gì tao thấy mày nuôi con két mà tao nhớ lại cái chuyện tháng trước đây á. Một hôm tao đi ra đồng thăm ruộng, bận về đi ngang qua cái bờ rạch, tao nghe ăn két ở đâu nó kêu chí chí. Tao mới đứng lại tao nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy con nào. Ủa sao kỳ vậy bác ta, hay là bác nghe lầm? Làm sao được mà lầm. Cái bên tao tao nhìn thấy cây bần cái gốc to bự bằng hai ba người ôm, nó nằm ve ra ngoài mé rạch á. Thiệt á. À, vậy là con két nó đậu trên nhánh cây bần phải không bác? Đâu có. Ủa không có sao bác nghe tiếng kêu của nó? Bởi vậy tao mới tức. Tao mới lại gần gốc cái cây tao đứng thì bỗng nhiên tao thấy. Bỗng nhiên sao bác? Tao đi nghe rất kỹ, tiếng két lọt vào tai của những con két rừng. Thôi nó đâm qua chừng độ trên dài 300, tao quảng hồn hết trơn. Nay con nghe mắt nói thật kỳ lạ làm sao, chỗ nào sao bắt ba hoàng hồn. Nó kêu từ bên trong bỗng cây bần biết không. Hả? Bắt ba nói sao? Con két chung vô trong cái bỗng cây bần nhiều lắm hả? Phải không bác? Khoảng chừng 300-400 con vậy. Tao nhìn kỹ vô cái bỗng cây tao thấy sự việc bất ngờ làm tao có mắt luôn á. Mà sự việc gì bất ngờ? Mày có biết con két ở chung bỗng cây nó làm gì không? Để chi vậy bác? Để ăn lúa chuyện chi mày. Hả? Lúa trong bọng cái bần nữa hả? Mà con két chung vào nó ăn sao? Vậy nè, mày không biết nó tha lúa của ai ở ngoài đồng đem về cái bọng cây bần nó xúm nhau ăn hả? Nó giành giật với nhau, nó kêu két két nên tao mới nghe được hả chứ. Vậy rồi bác làm sao? Thì tao mới tính tới tính lui một hồi liền nảy ra một kế. Kế gì bác?
tao liền kê sát miệng vô bọng cây bần. Rồi cái tao la lên tiếng là thật to, sắc cái cây cũng thật là dài, nhắm ngay trong bồng cây mà tao quay. Bày két quảng hồn la toan, rồi xâm nhau nó hè nó bay. Một lượt ra ngoài đụng tao đây, dân tới đây là mười thước tay. Sao hôm nay bắt được về đây, kể cháu nghe cái chuyện này. Té ra xa mà sao bắt không chết, vì bởi công lực tao mạnh lắm. Mười thước tay có hề hân kỳ, ngồi dậy tức thì kẹt bay đi. Tao cười miễn chi, bởi vậy mày thấy không, bày kẹt là bà đã đụng tao văng mười thước mà có nhầm nhò gì đâu. Cái rồi tao định về nhà tao, tao cho bác gái mày hay đừng lấy xuồng rồi đừng lúa, nhưng mà chiếc xuồng của tao nó nhỏ quá, đừng lúa trong cái bọc này không hết. Vậy là bác gặp dịp may lắm rồi đó nghe. Chưa đâu, kế đến là tao gặp thêm một dịp may bất ngờ đưa tới nữa. Sao vậy, là dịp may bất ngờ khác đưa đến cho bác nữa hả? Chứ sao mày. Dịp may gì bác kể con nghe coi. Số là tao vừa lội xuống rạch, nước chỉ ngang tới ngực mà thôi, thì bất ngờ. Bất ngờ gì bác? Bất ngờ chân của tao đụng phải một vật gì cứng cứng nằm dưới nước. Tao mới dùng chân rà thử coi cái gì, thì biết nó hình dáng như chiếc xuồng, nhưng lại lớn hơn. Rồi, vậy là chiếc ghe phải không? Không phải ghe. Vậy chứ gì? Cái mai của con cua đinh. Hả? Vậy là cái mai của cua đinh hả? Sao bác biết? Thì tao lặn xuống, tao móc bùng chung quanh, tao đỡ lên mặt nước, thì thấy cái mai nó to quá, tao liền tát nó hết nước ra, tao phải nhảy phóc lên tao ngồi. Bác lên ngồi trên cái mai của con cua đinh, vậy rồi nó lắc lư, rồi chìm sao? Không chìm, mà nó lại con đứng thật dựng đằng, nên tao nhúc nhảy chẳng ăn thua gì. Bác đây thật quá đổi mày, lại còn sáng kiến rất nên đại tài. Thế là tao xúc con rùa về, dầm đường thiên hạ mua đông, nghe đi người dài ô thôi mệt ra nhừ. Nhưng chẳng kịp theo tao theo nhóc, cô định này cái mai nó lớn biết bao. Chợ này mà vẫn lướt nga mau, khác gì dòng gió thổi nghe ào ào. Vậy rồi bác có lường được bao nhiêu giả lúa không? Có chứ sao không. Bác gái mày lấy cái thúng ra đồng đếm được tổng cộng 25 giả 4 lít. Nhờ vậy năm nay tao mới trả dứt nợ đó chứ. Vậy hồi nãy bác định nhờ cháu chuyện gì? Thì có gì đâu, tao trả nợ hết số lúa mà ăn két tha bỏ trong bọng cây bần rồi, nên tao mới qua đây mượn mày 5 giả lúa về ăn đỡ cho hết mùa này vậy mà. Bác rõ thiệt á, là đúng là bác Ba Phi à. À nhưng mà thôi, đối với ai thì con không cho mượn, nhưng mà riêng bác ba thì được, muốn mượn nhiêu cũng được. Đó, tao biết thằng Tư mày điệu lắm mà. Dạ nhưng mà con nói thiệt với bác nha, bác phải hứa với con một điều kiện. Ủa, có điều kiện gì nữa mày Tư? Có chứ bác. Nhưng mà điều kiện sao? Cháu vào với bác việc này, nếu như nhà bác chịu, tức thì cháu cho. Ba Phi này mày chớ có lo, hứa ra mà chắc chắn, đắn đo làm gì. Cháu đây mà xin nói điều này, bác ba mà chớ có giận rầy nghe chưa. Thì mày nói đi, bác có giận không? Nhưng mà bác mượn con 5 giả lúa, rồi chừng nào bác trả? Tới mùa là bác trả liền chứ gì con. Được rồi, vậy bây giờ bác vô bên trong bồ á, ở trong bên trong nhà con đã đỏ cái bồ nằm trọng á, bác cái việc xúc thoải mái. Ừ. Ý trời ơi sao kỳ vậy trời. Trời ơi sao kỳ bác vậy. Bác ơi, chuyện gì mà bác la ôm sòm với bác? Thằng quỷ sống. Trời ơi, cháu không chứ lúa đâu mà ông nội. Dạ đúng là cháu rồi,
Vậy cây lúa đâu? Dạ lúa của con á, để trong bọng cây bần mà bác xúc đem về hồi nãy đó. Ý trời ơi, vậy là bữa nay gặp thằng Tư mày, mày thuộc về thầy của ba Phi rồi phải không mày? Dạ, con chỉ là cháu của bác ba Phi thôi. Nãy giờ tao thử mày thôi, như vậy mày là hay lắm á nha, xứng đáng là một đệ tử của ba Phi rồi. Dạ, đội ơn sư phụ, sư phụ. Con trời ơi, việc gì hung thẳng hung thẳng, vừa la vừa chạy dắp té ù đầu gãi cổ giờ. Nội ơi, về nội ơi, lửa cháy thiết luôn tràn, kéo dài một khoảng mấy cây số ngàn, lửa liếm tận mây, lửa sáng tới đây cuồn cuộn khói bay, giống rài túng ngặt gạch việc hổ bạc. Mày xuống mở dây tam bản mau mau. Có ba tam bản, biết mở chiếc nào? Chiếc trên ba tấn, chiếc cỡ cái xuồng, chiếc vừa chép chai, thường dùng mở chai, đang ngâm ở dưới á mường. Thì lấy chiếc bự, hỏi hàng lộn xộn. Ý, khoan ở chờ ông, lấy gói thuốc rề. Ông nội gấp gáp, con mở dây rồi. Nội đang tìm kiếm chiếc khăn bên đầu. Cái gì trên tay, nội nhìn thử coi. Ủa cái khăn ở đây, à quên ốc quẹt, quên luôn chai rượu. Cũng lại quên đem cái mát giót theo. Trời ơi, xuồng ghe đi về hướng lung chạm nụm nụp nhóc luôn á. Mà nội cứ cà rít cà tan hoài, thì chắc đến sau người ta rồi. Chà, cháu nội có cái giọng già chát này, nó cằn nhằn gì đó. Nè, xeo ta bản vô sát bờ cho nội nhảy xuống con. Dạ. Rồi, giọt. Nội chiều lái, con chiều mũi. Mà không được, còn cái đòn dài trên bờ tấp vô con. Dạ. Cái mẫn này hả, thì hốt cho mà ăn, chứ làm sao hốt tiền hốt bạc được nội. Lâu lắc gì đâu mà nhăn nhó. Lần này không còn quên món gì nữa đâu. Thôi, lên đường. Chèo cho nó ăn rập nha con. Dạ. Nè. Một, hai, một. Một, hai, một. Ông nội ca đi ông nội. Ca theo cái nhịp chèo cho mau tới chỗ. Ừ, ca thì ca. Bắt đầu nè. Một, hai, một. Chèo đi tới, đi tới. Chèo cho gấp. Tiến về lung trạm. Cháu ơi, ráng lên. Đừng ngừng tay, đừng ngừng tay. Tùng tùng tùng. Một chút đi thơ. Xuồng mình bánh quá cỡ. Qua mặt mọi người. Nội ơi, đã đến nơi rồi. Thấy chưa, tam bản bốn chèo lướt đi dùng dốt dùng dốt, còn hơn là đại thánh tài thiên. Hét chưa dứt tiếng đã nhảy tuốt lên trời. Ông nội ơi, bây giờ làm gì bây giờ ông nội? Nại mũi vô bờ, cắm sào cột đuổi. Dạ. Rồi xong rồi, bây giờ làm gì nữa nội? Phóng đồ dài lên bờ. Dạ. Con có đói bụng mà lấy cơm ra ăn đi. Nội có đem theo trong vỏ để nội làm điếu thuốc rê. Nội ơi, hình như là lửa cháy gần sát mé sông á. Mà nội còn tỉnh bơ hút thuốc nữa hả? Đừng lo, lửa cháy vòng cung, ghe mình đậu ngay dây cung. Các con vật chạy chết, nó sẽ dồn tới đây.
tất cả sẽ chủ động theo cái đoàn dài mà chạy ào ào xuống tam bản của mình. Nội đang lo là chiếc tam bản chịu không nổi á. Kìa kìa, nội ơi, một cái bầy rắn á, nó nhóc luôn á, không biết bao nhiêu mà con đếm được á, đầu nó lắc qua lắc lại kìa. Trời ơi, giống như là một cái cây đang di chuyển á. Để coi, hổ mang mái gầm, rắn lột, rắn hổ ngựa, ri voi, ri cá, ri cốc. Ôi, ba không bao nhiêu tiền, dẹp. Nội còn sót rồi, còn mấy con chăn bỏ hả nội? Từ đó chỉ bán được mỡ với da, thịt ăn phong thấy mẹ ai thèm ăn. Rút cái đoàn dài lại con, đừng cho tụi động vật nó leo lên. Dạ. Nghe đây hỡi loài vắng vít kia, loài độc vật, xuồng ta không tiếp, mau tìm nơi khác để nương thân. Hay hay, tuổi nhỏ mà khẩu khí giống cụ Đồ Chiểu. Ủa, cụ Đồ Chiểu nói sao hả nội? Nghe nè, chở bao nhiêu đảo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng giang bút chẳng tà. Tùng tùng tùng. Nội ơi nội, cái gì mà nhấp nhô giống sóng biển quá hả? Ôi ếch nhai anh ương bù tọt chẳng hiểu, nó đang lại lục cầu xin mình cho xuống xuồng tị nạn đó mà. Ôi đừng có cho nội ơi. Nè, ê lũ ếch nhai kia, quỳ gối suốt đời dưới giếng sâu đi. Đúng là cháu nội bà Phi. Mà con có biết cái tích con ếch không con? Tích sao nội? Tiền thân con ếch là nhà tu gần thành Phật, thì cái lại ngã mạng bị trời đánh chết, cho nên có câu tu mà chẳng trọn đời. Làm thân con ếch cho người lột da, khi thấy mua của thiên lồi thắt thoáng ở trên mây. Nhà sư sụm chân ngã lăn, cầu xin kêu Phật, Phật ơi là Phật nhân quá hải hùng, nên trở thành Phật. Phật Phật mà thành Phật. Nè con cái tích con ở nương làng dày. Kiếp trước con ở nương là một ông quyền cao chức trọng, nhà cửa đẹp đẽ, vì mắc tội tham nhũng nên bị đài xuống vũng bùn ao bẩn mà sinh sống. Tuy vậy mà hắn vẫn liên lụ cái thở vàng son mẹn yêu quên quang quên quang. Mình nghe vậy mà không phải vậy, ý ra là hắn kêu tiệt tùng, quên quang là liên quan đó. Trời ơi, đã bị đầy xuống ao bùn mà còn đòi mở tiệc liên quan nữa. Còn tích bù tọt nháy bầu sao nội? Tiền thân là một cặp vợ chồng chuyên buôn lậu, thuộc hạng sư bà sư tổ, luồn lách như lương, rình bắt kiểu nào cũng không lượm được. Vậy mà cũng bị kẹt chung với hoàng ảnh hương, nên những lúc đàn anh gào lên rồi liên quan liên quan, thầy bù tọt nháy bầu đáp lại nhắc nhở quan rằng kẹt rồi kẹt rồi. Nội ơi, quá đông quá đông. Ai đó mà mày la ông sùm vậy? Đó đó đó, cái thứ mà nội đang đợi đó, vua. Trời ơi, thần Kim Quy. Dạ dạ, quá xa đồng rùa mà chạy marathon, nữa đuổi theo bén lưng, nào càng đước cua đinh, nào rùa vàng rùa nốt rùa hôi, chạy bộ càng dày đạp lẫn nhau nhiều thôi vô số hồ, tụi nó đang xuống xuồng. Cháu nghe nội dặn kỹ, đừng lấy con dưới gan tài, nếu con nào quan cố bò lên, con lấy xò gạt rớt xuống sông, xuồng của mình hơi nhỏ, nếu chở hết thì nguy, mau bắt lại đòn dài, để rùa vàng mau bước xuống ghe. Nhớ lời nội dặn rồi đó, bắt rùa bự chứ không bắt rùa con nha con, ha. Để nội ra làm sao nội giữ cái lái, cho cái xuồng đừng có bê rớt cái đòn dài. Nội ơi, mấy con rùa bị gác xuống nước rồi, nó không có lội đi,
mà bám hai bên ghe xuồng nhiều quá nè. Có sao không nội? Tại nó ăn nhầm gì con lo. Dạ, xuồng khẩm rồi. Rút đòn móng đi con. Xô xuồng ra. Quay ra. Mát quá. Xuồng chạy nhanh quá nội ơi. Ủa, sao hôm nay nội mạnh tay quá vậy nội? Đâu, lấy miếng mũ đắp rùa lại rồi tấn hai bên ghe cho kỹ lại đầu. Trời ơi nội khỏi lo, con làm giỏi. Nội khỏi biểu. Giỏi lắm, chào bà Phi giỏi lắm. Nội nội, vua nhiều quá nè nội ơi. Trời ơi, vua này nhà mình ăn cả tháng cũng chưa hết luôn á. Để bà nội mày đem ra chợ Cà Mau bán một mớ. Rồi có tiền mua cho con bộ đồ đẹp, mai mốt ra tỉnh đi học. Con thấy rồi. Sao nội không chịu bơi vậy? Mà không có trống nữa. Mà sao mà xuồng tự nhiên chạy nhanh quá vậy nội? Nhờ mấy con rùa hai bên mép nó đẩy mình chạy tới đó con. Xuồng của mình trở thành tàu vua rồi. Vui quá. Tàu vua mà chạy lẹ hơn cano của Tây luôn. Tàu vua chạy hơn cano của Tây. Nở trước mũi tàu vua của mình rồi kìa nội. Trời ơi, nội ơi, trời ơi, coi chừng. Làm sao giờ nội? Hăng lại, hăng. Trời ơi, nội ơi, coi chừng đụng nội ơi. Đụng, nội. Quẹo. Trời ơi, tàu vua sao thắng trời đó. Vui quá, tàu mình đụng tàu Tây rồi. Tàu tụi đó chìm rồi, vui quá. Nội ơi, bây giờ mình làm sao nội? Kệ nó chạy luôn. Nội ơi, tụi Tây nó vượt theo mình không nội? Tàu nó bị chìm lấy gì rước. Con lo quá nội ơi. Con lo cái gì? Có phải là con sợ ông nội bị Tây bắt bỏ bót bốn bề mịt bùng bứng bít? Ba bốn bữa băng bùm bên bờ bóng bập bóng bí bông bầu. Hoặc là đêm ông nội neo nước chặn đầu, bắt bà nội con trói vô góc cột rồi nổi lửa đốt nhà làm sạch bầy trâu. Ban đêm ban hôm ai biết mình đụng mà sợ, người ta đoán chừng chắc mày rùa tìm đường lánh nạn, nhào xuống sông kết lại thành bè. Cả nô thằng Tây tưởng lầm dịch nước le le nên lủi đầu vào cho tôm cá rỉa đáng đời. Nói phía trước có đoàn ghe tàu chở lúa kìa. Ghe chở lúa của Tây năm nay mất mùa mà chủ điền Tây vẫn thu góp thẳng tay như thế này thì dân mình sống sao nổi đây. Nội ơi, mình tránh chỗ khác nghe nội. Ghe chài nó chạy giữa sông, còn tàu rùa của mình chạy trong bờ mà cần gì tránh. Tàu kéo ghe chở lúa cho quan Tây đây. Chiếc tàu nào đó chạy chậm lại, nếu không tàu chìm quan bắt tội nó nghe chưa. Chết rồi nội ơi, bây giờ làm sao? Làm tàu mình chạy chậm lại được nội? Hay con lấy xào gạt bớt dùa ra nha. Đừng, cứ để như vậy. Tàu nó chìm thay kệ cha nó. Tàu kéo chìm rồi. Tàu đâu đó? Đáng đời cái bọn kéo tay bóc lột dân nghèo. Nghe đây, ta là thần Kim Quy từ sông Hồng vào sông Cửu Long, phù hộ dân ta khai quang lập nghiệp. Thấy bọn da trắng mắt xanh bóc lột dân thậm tệ nên ta hiện hình cứu nạn. Vậy bà con hai bên sông hãy mau mau xuống xuồng lấy lúa vào ăn và để làm giống cho mùa tới. Mau đi bà con ơi. Nghe lấy lúa thằng Kim Quy cho bà con ơi. Quang hô, quang hô ông nội, quang hô tàu vua, quang hô thần Kim Quy Ba Phi. Thôi lo lái tàu về lẹ lẹ lên thằng đạo. Ha 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 ha.